Mến chào quý cô chú anh chị và các bạn. Hiện giờ mình đang đi ra chợ quý cô chú anh chị mình đi mua dầu ăn và nước tương. Và bây giờ mình đi đến chợ gạo để mình mua gạo để mình gửi quà giùm cho một mạnh thường quân ở phương xa gửi cho mình tao tặng cho anh Tý bị bệnh thần kinh quý cô chú anh chị mình. Rồi bây giờ mình mời quý cô chú anh chị mình đồng hành cùng video của mình nhé. Cái anh Tý anh bị bệnh này nè, anh đi tối ngày mình hôm ngày mình đi ngang nhà anh hoài luôn mà mình kiếm hoài không gặp luôn á cả nhà. Chứ hết cách rồi, bữa nay mình phải đi qua dắt tối mới được. Tại mình hồi sớm mình có ghé nhà gặp em của ảnh, nói là rồi anh đi 6 giờ 6 mấy 7 giờ đi 5 giờ chiều về cũng có nữa. Hồi sớm mình hỏi người ta thì ta nói gặp ảnh ở ngoài cầu Bến Tre 1 á. Mình chạy ra ngoài thì kiếm hoài, nó hỏi mấy người bán hàng bán trái cây á, nói là mới ngồi cái chỗ ngay chân cầu Tre Một á, chạy lại thì thấy mất tiêu, hỏi là rồi rồi kia nói là ổng đi mất tiêu nữa rồi. Rồi mình kiếm được vòng từ hồi chiều tới giờ rồi cũng không gặp. Mình ghé nhà lần nữa thì nói là thôi giờ hẹn 7 giờ, thôi giờ 7 giờ rồi mình phải đi ghé mua gạo để mình tra quà cho ảnh cho rồi. Tại mà tiền của Mạnh Thường Quân này gửi rất lâu rồi mà mình kiếm ảnh hoài không được. Nói chung mình kiếm ảnh thì chứ còn hơn kiếm tổng thống nữa. Chị ơi, em lấy gạo đi chị. Kiếm ổng trời ơi, kiếm ổng tần thân luôn chứ không đâu. Không biết tiền bỏ đâu kêu rồi trời. À cái bộ. À, chị thối em đi. Đây rồi đó. Thôi. 200. Dạ. Gạo lớn quá ha. Dạ. Rồi thôi cảm ơn chị nhiều nha. Rồi thôi bây giờ mình mời quý cô chú chị mình chạy vào nhà anh Tý nha. Không biết có không có ảnh này mình chắc có mình gửi tiền cho người thân cái người mà hay nấu cơm cho ảnh ăn á, chứ hết đường rồi, chờ ảnh lâu quá rồi. Chứ hiếm lắm mới đi trao quà ban đêm như vậy, ảnh là người đầu tiên. Đó mình ghé ở chợ mình mua chai dầu ăn với chai nước tương tước rồi. Đó. Giờ đường hẻm vô nhà ảnh đây. Đường hẻm thì tối chạy cũng dễ cả nhà. Cũng hơi rộng. Không biết vô có ảnh nhà đây nữa, có không có thì mình cũng trao cho người thân ảnh chứ mình hết chờ đợi được nữa rồi. Noel sắp đến rồi. Ê, trời ơi. Mai đường này có đèn đường cũng đỡ. Mình đi sớm cũng đỡ không sao, không đến đổi chứ không phải như tông vườn. Tông vườn là đi chua lắm, mình sợ ma lắm cái nhà ơi. Mình không dám đi ban đêm đâu, vô vườn ghê lắm. Không đi ra, đi ra ngoài cầu Bến Tre Một không thấy. Nhưng mà anh đi ngược, anh đi vô anh đi ra. Phải không? Ông xui vậy tại vậy là tôi xui rồi đó. Chứ tôi đi ra ngoài tôi hỏi người ta nữa đó, ông mới. Rồi bây giờ mình đến nhà anh Tý rồi cả nhà. Giờ chị lấy vô ăn với nước tương vô mà em chị. Em xách bao gạo ra. Không á, nãy tôi tính rồi, qua không có ảnh thì tôi cũng gửi cho chị à. Ừ. Anh chấp nhận để dính con quyền. Nè, dở bùng lên. Tí ơi, có Mạnh Thường Quân gửi tiền cho anh nè anh Tí, gửi quà nè. Trời ơi, tôi kiếm anh còn hơn kiếm tổng thống nữa ông nội. Trời ơi, tôi kiếm anh còn hơn kia kiếm tổng thống nữa ông nội. Trời ơi, chết luôn được.
Trời ơi, người ta ổng không có bằng đồ cả nhà ơi. Cả nhà ông cảm mình nghe mình quay ảnh không được đâu. Để tết ẩn quần đi tết. Tí bà mặc quần đi ra nói chuyện em xíu em gửi tiền cho. Lên cơn rồi, đang lên cơn rồi. Không, đang lên cơn hả? Chết luôn. Ờ đang lên à, bây giờ anh đang lên cơn rồi. À, thôi giờ anh đang lên cơn tôi nghiệp quá cả nhà. Ờ hay sao không sao thì tôi quay vậy không sao. Giờ anh đang lên cơn rồi, bây giờ anh là bệnh rồi, giờ thần kinh lên cơn rồi. Ôi chứ đi nguyên ngày. À, sáng nay chưa mấy giờ anh mới đi chị? Mới về thì á. Mới về luôn hả? Ừ. Nhưng thường sáng mấy giờ anh mới đi? Sáng chị đi bán thì nó chừng lén lén à. Có ông lén đi hả? Ừ, cũng lén nhà ông đi. Thôi kệ anh đi, anh ông tiền khâu cho anh đi đại đi, anh đừng có la chả. Tụng ở tận giới là. Nhưng mà ở tụng thì mình kêu cho mặc quần vô. Như trời ơi, cái bệnh với bụi bụng phải làm như tỉnh táo ở tầng tụng thì nói được, còn giá không như sừng xích hoài với chả bị thần kinh. Thôi kệ, thôi kệ kệ, đừng lo kệ. Lấy ra lại trái chân rồi nó quay cho ông cái. Rồi. Đấy, tí ra 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 em gửi tiền cho anh nè. Thôi hả? Ờ nó chê hả? Thôi kệ 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 chút. Thôi. Ờ đưa nước nhỏ ha. Ờ thôi. Vô. Đi ra rồi thôi. Chứ dạ. Thôi kệ anh đi. Rồi thấy rồi cháu ơi. Thôi được rồi, thấy rồi. Thôi anh. Anh. Thôi được rồi. Thôi giờ anh đang bệnh vậy thôi đừng quay. Giờ anh đang lên cơn rồi. Đang lên cơn rồi cả nhà mình ơi. Bây giờ quay anh không được. Không có ấy, không có bình thường mình đâu. Anh nói anh 50 mấy tuổi. Anh tí á. 69 á, sinh năm 1969 á. Ờ 69 thì là 55 tuổi á. Ừ. Tuổi gà. Có nhiêu mình bỏ vô nhiêu gì đó. Bỏ vô khi nào ông bệnh hoạn thì. Nói chung là ở ngoài đường á là em thấy ảnh rất là hiền, đi vòng này kia, ai thế cho đó thì ăn cho thôi à chứ có không phá vách nhà tôi á. Có một cái biết sao không? Ở nhà cho ăn vậy chứ đi ra đường lụm đồ dơ ra. Phải không? Ừ. Đụng đồ à, trái cây đồ bậy bạ, ăn đồ dơ gì á. Chắc là lúc đó nắng quá rồi giả căng phải không? Căng. Quần áo ở nhà chị giặt vũ sạch sẽ đi ra đường lụm đồ của người ta rồi bận rồi cái dục ở dưới sông á. Hồi ghê vậy hả? Ờ. Có lần em thấy anh giả cầm cái quần dài lõn con đi ra cầu Trai Một á, em kêu bà mặc quần vô tí ơi, nó dắt đầu rồi thôi vậy á. Trời ơi, ổng có ổng sợ chị vậy lắm. Chị chặn ổng, có chị ở nhà thì ổng lén ổng đi chứ có chị ở nhà ổng đâu có dám đi. Phải không? Ổng đi là chị đâu cho ổng đi. Chị đang ngồi nấu chè bảnh phải không? Ông thấy chị ông đi ra ông ôm, không có ông này ông ôm bịch đồ ra, ông thấy chị là ông thục tới vô à, chị nào không có chị ông mới lén đi. Ôi, thôi vậy là chả biết sợ cũng đỡ. Sợ mà chứ không cho đó đi. Ừ. Tại lén đi vậy chứ không cho đi với Hoàng em biết sao ông. Ông không cho ông đi, ông cúng cái chân ông cứng cái chân ông. Không? Lâu lâu mình cho ông đi vậy mà ông lén ông chị ông đi chứ đâu cho ông đi. À đúng rồi. Lén đi vậy á. Trời ơi anh. Ờ, mỗi lần anh lên cơn là anh đắp cởi quần cái đồ đó thôi. Rồi, mùng mền chứ gói văn lên vậy rồi cuộn lại vậy anh hầm này. Trời ơi. Đến ngay ban ngày ở trong trần. Ờ, thấy anh đi ra đường này kia mặc quần này kia đàng hoàng à. Quần áo sạch sẽ rồi, góc cuộn cũng như vậy á, bận cuộn vậy á. Phải không? Ừ. Vậy mỗi lần anh vô, anh ngủ là anh cái mùng chị văn sẵn. Ừ. Rồi xong anh chị hết luôn. Ừ. À, đứa ông nhỏ chưa, chả còn biết đứa ông nhỏ gì bộ. Ở chả cũng khôn với mồ luôn á. Mới vừa tôi đem ra công viên gặp chả cái gì chưa uống được chai nước. Lộn lộn kìa. Ờ nghe nè tí ơi. Rồi để em đưa cho tí ha. Ý đưa cho dì ông nhỏ ha. Anh cho quay cái mặt anh đi rồi à, cho tiền anh. À tí à, giờ anh cho em thấy mặt anh cái đi rồi em đưa tiền cho dì ông nhỏ. Cho đưa thấy cho cái mặt đi. Ờ anh cho em thấy cái mặt thôi. Sao thôi. Vậy thôi em đưa tiền cho dì ông nhỏ mua gạo cho anh ăn được. Đưa ông ảnh biết thôi không cho thôi. Ông về cái quay có mặt ổng vậy rồi. Có ở. Đưa lên. Ừ. Tại vậy giờ ổng lên. Ờ. Thôi kệ đi. Ở nhà ông lén cũng đi, ổng trốn cũng đi. À là thôi kệ lên anh ra giờ anh lên cơ quay chi khỏi quay đi cũng được nữa. Tại có chị đây thì gửi tiền biết sao gửi tiền luôn rồi. Nè em. Bởi vì cho ảnh 500 rồi chị mua gạo ấy, nấu cơm cho ảnh ăn nha. Tại mình quên gửi rồi cái phần gạo với đứa con em xin thêm á. Cảm ơn anh Lợm. Cảm ơn nhiều lắm anh. Còn anh hao giờ anh nói gì nói đi thì Mạnh Quân nghe được rồi. Mạnh Quân tặng cho anh này thì anh cũng lớn tuổi rồi. Anh Đỉnh anh đây nhiêu tuổi? Ổng thì nay 6 năm sinh năm 69 ổng ổng này thì 3 kìa.
Không, vợ chết hả? Vợ chết, vì vợ có mình nè. Ờ. Vợ chung với ông bệnh tâm thần. Ờ. Thôi kệ ảnh nó thôi khỏi. Ảnh này có vợ sao nuôi mà sợ gì? Thôi mẹ. Rồi thôi, thôi giờ chị có lời nói gì cảm ơn Mạnh Quân không? À, cảm ơn Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho ông Tí. Anh. À, thôi thì em cũng cảm ơn chị ha. Ở đây mình cũng thay mặt anh Tí và anh Bệnh, anh đang lên cơn, anh nói cũng không được cô Mạnh Thường Quân. Mình cũng xin cảm ơn Mạnh Thường Quân rất nhiều nha. Rồi chúc gia đình Mạnh Quân thật nhiều sức khỏe, vui vẻ và may mắn bình an trong cuộc sống nha. Rồi thôi, video mình đến đây mình cũng xin kết thúc. Mẹ ba chị.